Công ty điện tử Hanh Nguyễn, công ty Outdoor Hanh Nguyễn xin trọng kính chào đến tất cả các bác, anh chị, các bạn và các em nhé. Hôm nay Hanh Nguyễn sẽ làm một chuyên đề giới thiệu về các dòng loa súp hơi bát 40 và bát 50. Thì dòng loa súp này nó rất phù hợp cho các cái bộ nghe nhạc cũng như bộ sự kiện, phòng hát, vì tiếng súp nó bản chất tiếng súp ấy nó là tiếng bát, bát là bát sâu. Nó là bổ sung lại những cái tần số mà của loa pull nó chưa hoàn thiện, nó hoạt động từ 40Hz đến 150Hz là tần số rất là hợp lý. Bước sóng nó rất là dài, nó chỉ dao động khoảng tầm 50 đến hét đến 150 trên một đơn vị thời gian. Thì hôm nay anh Nguyễn giới thiệu với các bác một dòng loa súp kép bát 40. Nhưng cái điều kỳ lạ hôm nay anh Nguyễn muốn giới thiệu đây là bát 40 nhưng từ của nó là từ 22 họng 100. Thì đây chính là dòng súp bãi mới nhá, khung nhôm rất là to. Thì một phòng hát các bác chỉ cần một quả này thôi là ổn, hoặc gia đình đó chỉ cần một cái quả này là ổn định thôi, không cần nhiều. Thì dòng này là gân dầu lụa, cho nên tiếng nó rất là tròn, ấm, rèn và sâu. Đấy, nó khác với gân bút súp, tròn, ấm và sâu. Thì dòng này là dòng súp kép bát 40. Bát 40, thùng của bãi thì nó cực kỳ là dày. Thì cái nguyên tắc của loa trầm thì bao giờ cái thùng gỗ nó phát rất là dày, và cái lực nó rất mạnh. Cái lực, cái cường độ âm thanh nó đánh nó thúc rất là mạnh. Nếu thùng không tốt thì nó sẽ rè, lổ tiếng, nó rè lổ tiếng. Thùng càng dày càng chắc thì âm nó càng gọn, càng rèn và càng hay. Thì hôm nay em giới thiệu các bác là em nhập rất nhiều súp hơi 50, 40. Thì dòng này là dòng bát 40 nhá, kép này, bát 40, gân dầu lụa, từ 22 hạng 100, dòng bãi 100% luôn, nguyên zin, rất là đẹp, đẹp cực kỳ luôn bác ạ. Bác nhìn quan sát đây, thùng hộp vẫn đẹp, đấy, phòng hát chỉ là một quả này là ok rồi. Đây là 40, tức là loa súp hơi 40, loa súp hơi 40 kép, tức là hai bát, kép là hai mà. Đấy, nên một đôi là bốn bát, nhưng mà một chiếc là hai bát. Thì đây, cái này em giới thiệu các bác là có nhu cầu liên hệ với em. Và tiếp tục em giới thiệu các bác một loại trầm hơi đơn 50. 50 này là từ 22 hạng 100. Cái dòng này dòng là BF Audio, mà dòng nổi tiếng, tức là dòng này là từ 22 hạng 100. Thì cái này chơi sự kiện được, phòng hát được, tức là nó đa năng. Thì em đã cho anh em thợ nó tân trang rất là đẹp, sơn lại bởi để về nó bẩn lắm. Thì ngoài ra em có dòng loa súp kép này, Martin đây. Đấy. Martin và trầm Martin. Hơi Martin rất là nhiều. Trầm AR. Và dòng loa full rất là nhiều nhá, đẩy rất là nhiều. Đấy, em rất là nhiều. Đấy. Rất là nhiều loa SDC dòng quan các bác này, rất là nhiều. Và hôm nay em sẽ về khoảng tầm mấy chục đôi loa BRV 850 trên đường về. BRV 850 đẹp xuất sắc, em báo trước các bác. Nhu cầu về dòng loa BRV em liên hệ với em, và dòng loa súp kép liên hệ với em rất là nhiều. Cập nhật mới nhất trầm thì em rất là nhiều. Bác tin là trầm AR 3040. Anh Nguyễn xin chào các bác nhé.